dựng đứng cái một thì nó đứng hết luôn, nết luôn, cái bắt đầu mới lấy hột gà ra. Thì nói phải em linh thiêng á, thì cho anh xin đứng hột gà, thì đứng hột gà mới đào cốt cổ lên, đem mấy cái hài cốt đem về đây mới chôn ở đây, tại vì ở đây á là mẹ, đó ở đây á là con, rồi ở đó là hình như người cha gì á, còn tuốt mỹ đẳng người cô. À là cả một gia đình luôn á. Đúng rồi, rồi mấy cổ về đây, cổ về đây cổ ở, thì nói cho ngay đi, cổ cũng muốn phá tán gì mình, mà cổ thường xuyên hay kêu mình lắm. Kêu sao cô? À, kêu chị đẹp ơi, tại vì cô thường xuyên là nói thẳng là 7 giờ tối cho tới 11, 12 giờ là cô thường xuyên hay đi cầu tử đó là ở đây. Nó là ngay chỗ cái giò con đó, là cô cũng đào cái lỗ sâu thật lâu cô đi cầu. Mà nói cho nghe nha, 12 giờ đi cầu là không dám đi một mình, phải kêu Dưỡng đi, rồi Dưỡng cầm một cái đèn pin đi lại ngay chỗ đó, Dưỡng ngồi đó thì cô mới đi cầu ở đây. Nó đi cầu xong thì cô mới nói là anh đi sau tôi đi trước, là miễn như cô đi chỗ nào là cũng biết có người ta, là chỗ đó là ốc ác cô nó sẽ sửng lên rồi. Là đi đâu gặp là ốc ác sửng liền hả cô? Đúng đẹp. Là biết chỗ đó có rồi đó. Ở đây thế vậy chứ linh thiêng lắm con ơi. Nhưng mà sao cô đẹp đốt nhang sớm quá vậy? Tại vì con biết không, giờ này con phải đốt, phải không? Buổi tối cô đẹp không có dám ra đây hả? Cô đẹp dám ra. Cô đẹp dám ra từ lúc mà, nói thẳng là miễn như có chồng cô là 7, 8 giờ, 9, 10 giờ cô vẫn ra đây bình thường. Còn đi một mình cô đẹp đi mới đi không? Đi một mình là từ 9, 10 giờ thì cô cũng xách một pin cô ra đi một mình cô được. Chỉ là có khi nào mà buổi tối mà cô đẹp đi một mình mà cô đẹp đốt nhang ngoài đây không? Có chứ. À, có khi á, là cô bị bệnh hả cô gì đó là tới 7 giờ cô mới đốt nhang. Thì trong khi mà cô đốt nhang chưa kịp thì cái mùi nhang từ ở đây nè vô tới trong nhà cô á, nó thơm bát ngát luôn. Rồi cho tới một hồi cô mới nói anh ơi, giờ này người ta nhắc nhở mình rồi đó, giờ mình phải ra đốt nhang. Mà cái bữa đó cô đốt nhang hết rồi, còn có ít hà, cô đốt cũng có hết. Cô đốt cũng như từ ở đây là ở đây đó, mà cô đốt không có đủ nhang. Vậy mà tối vô kêu đó, kêu sao cô đẹp? Là sao thắp hương cho người này được, thắp hương cho người kia được, mà một giải của tôi không thắp. Rồi. Tôi cũng biết lạnh vậy đó. Bởi vậy cô thường xuyên là cô hay đi thắp hương sớm nè, bữa nay là cô đi thắp sớm đó. Là cô phải đi thắp hết tất cả mộ ở đây, ở trong khu này cô hả? Ừ, rất là nhiều, hàng ngàn con mộ cô thắp hết luôn cô hả? Miễn như cô có đủ nhang thì cô sẽ thắp hết một giải từ ngoài bụi tre đó, một giải vô đây và ra ngoài lỗ. Còn miễn bữa nào mà cô thiếu nhang thì cô thắp nó không hết, mà cô phải chia ranh. Cô thì thắp vòng vòng ở đây, còn thằng cháu cô, thằng Kiệt á thì nói đi thắp ở bên kia. Con thắp hết hả? Hai bà cháu chia ranh đi thắp vậy đó. Đang cắm rồi. Con cắm rồi nào? Mà vậy là cái chỗ này con thắp hết luôn hả? Dạ. Rồi ở ngoài kia cô đẹp, như bình thường thì chi phí đâu mà cô thắp hết nhang một ngày rất là nhiều nhang thì chi phí đâu để cô lấy cô rồi cô thắp rồi. Để cô nói nghe, thí dụ mà Tết người ta vô mộ ha, Tết với thanh minh người ta vô mộ là cô hay kêu người ta lắm. Thí dụ cậu ba này thì cổ mất thì cô mới nói Kiệt ơi, miễn con xuống con mua cho cô xin 2-3 bó nhang để đêm nào cô cũng ra thắp hương cho cậu, mà thắp hương cho mấy người kia thì cho thông xuôi rồi thì cô cũng lấy cô thắp. Rồi cho tới người khác vô thì mình chiều mình cũng thắp cho người này người kia, chứ không phải là một thắp một người. Thì cô mới nói là mấy người khác vô cô vẫn xin tiền, cô xin nói rồi giờ ngày mai ngày mốt có xuống đây cúng đó thì cho tôi xin một bó nhang. Rồi người ta hỏi bó nhang nhiêu thì cô mới nói là bó nhang 50 ngàn, bó nhang bự vậy nè. Dạ. Mình thắp cho nó nhiều thì người ta cho cô được 100 ngàn là cô mua được 2 bó. Rồi chừng nào mà cô sắp hết rồi phải không, hết tiền phải không, thì cô sẽ thấy người nào xuống nữa cô hả họng cô xin đại. Cô không có biết không mắc cỡ, không mắc cỡ gì hết á, bởi vì mình đốt mà mình phải cầu nguyện, mình gian giấy rồi. Không biết mấy đứa cháu nó ra tới đây chưa? Buổi tối thì con thấy ở đây cây cối rồi nó cỏ mọc tùm vậy cô đẹp. Hôm bữa thì con nghe anh Hùng nói là ở đây là bữa anh Hùng mà gặp nguyên một cái ông rắn to lắm không cô đẹp? Đúng rồi, cái ông rắn đó là con ma chứ không phải là con người của là mình. Là ở bên khu bên đây đúng không cô đẹp? Đúng rồi. Cái mộ mà có cái mái nhà hả? Đâu, không phải cái mộ có mái nhà đâu. Con tại con thấy đây có cái mộ có cái mái nhà này đây. Lạ lạ lắm á. Cái mộ này nè, cái mộ cái cô mà mua xả tóc dài đó bằng nguyên bộ đồ trắng đó,
Là cái mộ nào cô đẹp? Mộ màu hồng đó là chú lấy cốt rồi, chú Năm lấy cốt rồi. Cô mới kể cô nghe là cái mộ này nè, là hồi lúc đó đó là người ta chỉ có một cây một trái thôi, là cũng như một mẹ một con. Rồi cái người này mới lớn được 16, 17 tuổi rồi, thì người mẹ tiếp theo bước thêm một bước nữa, là cái cô con gái này mới nói là mẹ lấy chồng thì con tự giận chết. Rồi thì bà cứ, bà không có suy nghĩ là con bà tự giận chết, chỉ là hâm bà thôi. Tới chừng rồi xong xuôi con biết không, qua đâu có 3-4 ngày sau là cô này tự giận chết. Thôi sẵn này mình đi qua bãi mình thắp cho cổ cái nhang luôn đi cô. Lấy cốt rồi. Lấy cốt rồi luôn. Thì khoan để cô. Hồi nãy con thắp vài thuốc mỹ này hết chưa? Bi, ấy là xưa kẹt. Chắc nó chưa hết ngoài đó đâu. Mình đi bên đây chưa đi cô? Thắp nhang cô đẹp. Chỗ nào lấy cốt là mình không có thắp hương nữa. Bên đây thì con thấy có một cái ngôi mộ nó rất là lạ cô đẹp. Rồi cô mới kể cho con nghe. Cái người này nè, mới cũng như xây 1-2 tháng thì người mẹ cứ xuống hoài. Rồi người cũng như người dượng mà thương người mẹ đó, thì cũng tại vì người dượng mà cái người cô này mới chết, là cô Dung mới chết. Cái cũng gia đình người ta xuống một thời gian thì người cha dượng mới mất. Thì còn người mẹ thì mới xuống đây 2-3 năm nay kêu dượng lấy cốt, rất là linh thiêng. Là cái ngôi mộ bên đây hả cô? Cái mộ đó đó, lấy cốt còn rồi. Còn cái đó. Ngôi mộ mà có giống như ông rùa hay là cái đó là cái gì hả cô đẹp? Đúng rồi, cái mộ đó là của người Ba Tàu. Cô đẹp dẫn qua bản luôn được. Đó, rồi cô mới nói con Khoan hả, cái bắt đầu cái bữa đó có cái nhà mộ ngoài kia kìa, cái nhà mát, mát cao như vậy, nhà mát đó mà của người ta bự lắm, bự hơn cái này nữa. Thì cổ mới bận nguyên bộ đồ trắng đó, cổ mới đi ra ngoài đó, cổ là hồi cũng như là mười mấy năm về trước chứ không phải là mới đây đâu nha con, bị người ta lấy cốt 3-4 năm nay rồi. Thì cổ mới ra, cổ mới thấy người ta bắn bánh 4 giờ khuya mình đó. Cái cổ mới ngoắc vô vậy nè, thì người ta mới vô là mặt mày bình thường, không có làm cho con mà để nhát người ta. Cái nói chú ơi, chú đem bánh mì vô cho con mua. Rồi mới hỏi mua nhiêu, nói mua hết cái cần xé đó luôn. Thì mới đem vô mua, nói hỏi cô làm cái gì, nói bữa nay nhà con có đám thì chú bán cho con đi, rồi mới đưa tiền. Thì mới để nguyên cần xé bánh mì xuống, cũng ông bánh mì đó, ổng cũng ra từ cái bọc lông chứ không phải là đưa cho con nguyên trọn cần xé rồi sao ta đi bán. Đó thì mấy cổ mới nói bây giờ thôi con trả tiền chú tính tiền đi. Thì ổng mới tính tiền rồi xong xuôi đó là về cũng như là con là chủ bánh mì. Rồi cái ổng mới đưa tiền cho con, thì con đếm á là tiền của mình chứ không phải là tiền âm phủ nha. Tiền thiệt của mình luôn. Tiền thiệt. Rồi qua ngày sau cái cô này mới lấy bánh mì cô để nói ngày mai chú đem cho con 2 cần xé bánh mì nha chú. Rồi hỏi nhà con ở đâu mà con cứ mua bánh mì hoài, thì chú cứ chở xuống đây. Nhà con có đám con mới mua, chứ không có đám con mua để làm gì. Mà không nhát con nghe, tóc dài ngang vai vậy chứ không có nhát con. Vẫn mặt mày bình thường, không có mép, không có gì hết trơn á. Thì mới kêu mua thì ổng nói là ổng không cần đi bán, chạy thẳng xuống đây là lấy bánh mì. Cái chạy thẳng xuống đây mới lấy 2 cần xé bánh mì đó là mới vô bọc cho đầy đủ hết rồi. Thì mới đưa tiền. Thì đưa tiền cho con cũng là tiền của mình đàng hoàng, chứ không phải là tiền âm phủ. Qua ngày sau nữa mới là chuẩn bị con đi đó, thì mới cô mới dặn con, cô mới nói là nhớ nghe chú, ngày mai chú chở cho con 3 cần xé là ngày cuối cùng nghe chú. Cái ông nói trời ơi mua gì mà mua hoài vậy chú, thôi mà cứ chú có chở xuống cho con. Là lúc cô ở đây á, là mã đá vậy là ít xịt à, chỉ có mã đất là nhiều. Thì mới rồi xong xuôi cái gì cổ mới nói thôi bây giờ con đưa tiền cho chú tính tiền đi. Thì tính tiền xong xuôi rồi thì bả không có, cô này không có dặn mua nữa đâu nghe. Thì cổ mới đưa tiền cho con, thì con đưa tiền cũng như là cô đưa cho con đi, là con thấy tiền của mình mỗi ngày mình xài nè, là tiền của mình. Con mới đếm rồi xong xuôi, đặng cũng như là cô trả tiền cho con rồi thì con đâu có được quyền mà nói cô đi bán mà cô không trả tiền cho con sao. Thì mới trả tiền cho con rồi con cũng thấy tiền mình đàng hoàng. Cái mới về ổng mới cất ở trong cái tủ á. Sáng mới vợ của ổng, vợ ông chủ bánh mì á, mới nói là ông ơi ông đưa tiền cho tôi đặng tôi đi lấy bột đặng về mình làm bánh mì. Thì trong khi á là lấy tiền ra thì tàn là đô không, đô âm phủ của mình không nghe, đô giấy tiền nhận bạc đô đầy hết trơn. Thì cái ông chủ bánh mì đó ổng mới kêu cái người mua bán bánh mì đó ha, là hỏi chứ hồi hôm qua chú chở bánh mì đó tại chỗ nào.
thì cái ông bán đó, ông mới nói là tôi dắt chú xuống ngay chỗ này, là ngay chỗ cái cô kêu tôi là bán 3 ngày kiền á. Thì lần thứ nhất thì cũng đưa tiền mặt, lần thứ nhì cũng đưa tiền mặt, mà tới cái ngày cuối cùng đem tiền ra là tàn đô âm phủ không, lấy giấy tiền nhận bạc không, thì ổng mới xuống. Xuống thì dắt vô thì con biết không, không có một cái nhà nào hết, chỉ có thấy một cái mã đất vậy nè, ba ổ bánh mì. Tới cái ngày đó là không có còn nữa, thì cái nhà mồ cô nói với con là người ta tới giờ á, chưa tới giờ là ta cũng đem cái xác người đó thì cũng đem lại đây, tới đúng giờ thì người ta mới đem vô để chôn. Thì cái bữa đó đó là cái chú đó tên gì cũng quên rồi, là ở trên này nè, chắc đó là con biết hồi đó mà cái truyền hình mình nó bằng cái miếng vải, cái truyền hình bằng cái vải chứ không phải là bằng cái ấy của mình đâu nghe. Thì ổng mới đi xuống tới đây, mà nói cho ngay đi, người ta mới hai mấy tuổi, người ta chưa có vợ con, thì ổng mới đi xuống đây thì bắt đầu bà này nè, bà mới xả tóc dài mà không có cho thấy mặt, xả xù xuống vậy nè, tóc dài cho tới ngang đây, nguyên bộ đồ trắng luôn. Bắt đầu bà mới ra bản mắt, thì cái ông này ổng cũng tưởng đâu là người đi chung với mình đi coi truyền hình, đi coi phim á. Thì bắt đầu bà mới giở tóc lên vậy, thì bà cười khả 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 vậy nè. Thì ông này ổng mới cấm đầu ổng chạy. Mà cô nói với con nghe, hồi đó cũng như mười mấy năm về trước, ai mà chạy xe ngang đây là chạy kể như bất kể chết, không có dám chạy từ từ, miễn con chạy từ từ là ma nó kêu con, nó phải kêu con ngừng xe, ổng ngừng xe thì nó hất chiếc xe con lên đó. Cái bắt đầu ổng chạy đuối lắm, chạy gần tới dưới mà ổng đứng trong mắt măng mà ổng đuối rồi, ổng đuối ông đừ luôn rồi, ổng chưa có nói được. Cái có hai ba người chạy là tới, cái ông hỏi, người ta mới hỏi, ủa mày làm sao mà mày chạy mệt mà mày la làng la xóm. Thì ổng chưa có nói được cái câu nói nào, ổng mới thì ổng mới vừa sang qua thì chiếc xe kia tới, nó lại tới là nó quẹt ổng là nó cán ổng chết đó. Nó thấy con ma đó, thấy con ma này nè, thấy con ma ổng bị cán chết. Ừ, thấy rồi là bởi vậy cô mới nói thiệt con nha, con không thấy ma thì thôi, mà con thấy ma rồi con xui tận cùng mang số luôn, thần con cũng tới số mới gặp nó. Thì cô này nè, nó thì tuy rằng lấy xác cổ lên, lấy xương cổ lên rồi, chứ cái quan linh hồn cổ có thể ở đây nữa, cô kể cổ cũng nghe nữa đó. Thôi mình thắp cho cổ nén nhang đi cô. Cô kể nghe cổ nghe như vậy cô không sợ cô đang nói xấu về cổ rồi cổ không ạ? Cô nói thiệt với con, giữa chừng này thí dụ mà quan linh hồn cô Dung có nghe lời của cô Đẹp nói thì cô Dung cũng chứng giám cho cô, tại vì á là cô ở đây từ hồi năm nay là cô được 54 tuổi, cô chưa khi nào mà cô kể bậy bạ, không có đâu, có cái gì là cô kể cái nấy, chứ mình kể bậy bạ cô biết không, ở đây hàng cái tâm linh mà con kể tầm bậy tầm bạ như con người của mình đi, mà cô mà đi nói xấu con thì có thể là con đâu có để cho cô yên, phải không? Mình còn sống con cũng phải lại chuyện đôi chối này kia kia nọ, thì người khuất mặt khuất mày mình cũng y như vậy thôi, mà người ta là người cái bóng, còn mình là con người đó. Cô không có bao giờ mà có quan linh hồn cổ ở đây thì cô cũng không sợ nữa con. Thì có sợ rồi cô nói như vậy, cô cũng không sợ. Cô sẽ vợ trách cô không? Không, tại vì á mình con người của mình ngay thẳng, mình không có bao giờ mình nói tầm bậy tầm bạ thì cổ làm sao cổ quở mình được. Tại vì cổ sẽ không thích cô nói ra như vậy. Vậy mà cổ lại cho mình hy vọng. Thí dụ bữa đó chú lấy cốt nè, mà đào rất là lâu luôn, cô mới lại cô chỉ đốt nhang cô giải thôi. À, cô Dung ơi, cô có linh thiêng á thì cô cho lấy cốt mau lẹ, đặng đem cô về trảnh. Thì nói cho ngay má cổ xuống lấy, là lúc đó con biết không, lấy cho cô được 1,5 triệu, là má cô Dung á cho được 1,5 triệu. Là dựng năm là nghề cũng là móc cốt luôn hả cô? Ổng nói thẳng là hồi nào giờ á là ở đây móc cốt không à. Dạ. Thí dụ á, con là người ở thành phố Trà Vinh gì bất cứ là con có người thân chôn ở đây, thì trước hết con vô đây con hỏi, cô có ai lấy cốt không, miễn như cô trả lời nói có thì cô mướn cô ở dưới này, thì tại vì cô vừa giữ mà cô vừa coi cho. Yeah. Rồi con mướn cô ở dưới này, miễn như cô nói là cô không lấy cốt thì con phải đi mướn người ở ngoài. Ừ. Vậy là vô đây không có chuyện gì xảy ra đó. Có khi nào ban ngày đi như thế này mà cô Năm đi một mình mà có ai hú hí mà kêu mà đốt nhang hoặc là mình đốt thiếu người ta kêu không cô Năm? Không, tại vì cô thường xuyên là cô đốt giấc này với tối hơn một chút, chứ ngoài ra là cô đi đốt nhang thì cũng ít có người ta kêu cô, mà từ ra là 7-6 giờ mấy 7 giờ
6 giờ mấy 7 giờ tối là bắt đầu kêu ha. Đúng rồi. Có nghĩa là khi những cái phần mộ nào mà mình đốt còn sót là người ta kêu. Là người ta nói cũng như là người ta cũng phân bì con á. Dạ. Cũng như người ta nói là sao ở đây á ai cũng đều đốt hương hết. Mà sao lại người này bộ khi dễ ghét go gì người ta mà cô không con không đốt, đúng không? Đó. Nè. Cô kể cho con nghe ngay chỗ này nha. Ngay chỗ này á là có một bà lão là đó ngay phần mộ đây hả cô? Ừ, bây giờ á là lấp hết rồi. Tại vì cái mộ này là của em bé. Em bé nhỏ, tính ra em bé đó chắc cũng khoảng 7 tuổi. Cái bà cụ đó bà đi xin ăn. Rồi cái bà cứ xỉn sai, bà cứ xỉn bà điên vậy nè, đó. Rồi cái cô bé nhỏ này cũng 7-8 tuổi, cổ mới ngồi cổ bán hột vịt. Bán hột vịt mà cổ bán ở trong Bắc Măng á. Cô Năm kể cái chuyện của con nghe. Con có linh thiêng con nghe cô kể. Nó rồi cái chiếc xe tải nó mới tránh bả, nó mới đụng con em bé này mới qua đời. Em bé này qua đời á thì trong khi á tháng quá chưa có qua đời, tại vì trong khi 4-5 ngày trước á thì cô bé này có trăn trối trong gia đình. Cô bé này nói á, là cũng như con không có ở với mẹ được lâu đâu, mà tối ngày mẹ không có quan tâm tới con. Rồi cũng là mẹ cứ bỏ con hoài nên mẹ không còn thương con nữa. Chắc con ở với mẹ không có lâu dài. Thì mới kể với người mẹ, tại vì cô thường xuyên hay xuống dưới mua thịt ăn lắm, thịt lộn đó, mà cũng mua được nhiều, trứng hà. Rồi cái mẹ của cổ mới nói là cổ chỉ là nói cũng như là con nít mà. Nói rồi thì bỏ thôi chứ đâu có nói gì nữa. Thì không ngờ đâu có 3 ngày sau thì cái bà cụ đi xin ăn đó, chiếc xe tải tránh bà cụ lại đụng cháu bé này chết. Nói cháu bé này mấy tuổi cô? Cháu bé này nào? Tính so sánh ra cô bé này từ 7 tuổi đến 8 tuổi. Mà cô bé gái, cổ rất là linh thiêng. À, cổ mới nói á, mẹ không có chăm sóc con, ngày nay con sẽ mất rồi. Mẹ không chăm sóc con một thời gian sau đó, mẹ với cha không có còn sum họp đâu. Mỗi một người ở một nơi và ở một ngã. Thì cái cô bé này làm cho gia đình, cô bé này là người Khmer mình chứ không phải người Việt. Rồi cái cho tới rồi xong xuôi ra cô bé này chết đâu khoảng 1 năm là hai vợ chồng ly dị, người Khmer mình chứ không phải là người Việt. Dạ. Đó. Cô có khi nào mà ghê quá ta. Con cứ nói đi, đâu có gì. Sao mà mỗi lần mà cô Năm kể chuyện là cái cơ thể nó lạnh luôn á. Ốc ác em bây giờ nổi lên quá trời luôn. Mặc dù là mình đi đây. Ở đây là cái khoảng thời điểm là nó không có phải gọi là tối quá. Nó không phải tối, vậy là con phải sợ cái mộ này, đi theo cô. Được rồi. Đây, cái mộ này đây, đứng trước mặt con đây nè. Là cái chú bé này, cái người này là người cha của chú bé. Là cha của chú này là chú Hùng ngoài lộ á. Chú bé này chết, chú bé này bệnh chết. Thì trong gia đình chỉ có 3 đứa con, 2 đứa gái, 1 trai. Mà chú bé này, cái cậu này bệnh chết, chứ không phải là bệnh do nên cái chuyện gì. Thì một thời gian, cái cháu trai này nè, mới lớn lên. Lớn lên cũng ở, tính so sánh ra cháu trai này chắc cũng khoảng 13, 14 tuổi rồi, là cháu trai này. Cái chú mới đi ra sông, ra con kinh dài vậy nè, chú mới tắm. Mà trong khi tắm là bữa đó trời mưa cũng rải rác thôi chứ không nhiều. Thì cô của cháu bé này mới đuổi cháu bé này lên. Mày đừng có ở đây. Mày ở đây là chỗ này là người ta mất nhiều. Thì chú bé này mới lên. Lên á, chú bé này chưa lên. Thì người cô mới nói mày lên, tao cho mày 5.000. Thì chú bé này mới thấy là 5.000 quan trọng nhất. Chú bé này lên. Lên rồi xong xuôi phải tưởng đâu là chú bé này ở nhà đâu. Chú bé này mới đi lại tuốt bị thằng kia. Cũng có cái sông, cũng phải cái sông. Cái chỗ đó người ta thường xuyên hay lấy đất rồi đó con. Lấy đất rồi đưa mưa, bây giờ mưa đó, cái nó ngập lên, nó sâu. Chú bé này mới nói là nhảy xuống tắm. Thì chú bé này nhảy xuống tắm thì chú bé này mất. Là chỗ đó có người ta mất rồi, mất trước chú bé này. Thì trong khi cái chú bé này nè, chú mới là nói là chú về ban đêm á, chú cũng không ban đêm. Cỡ chừng khoảng 6 giờ rưỡi. Giờ này tối hơn chút thì chú bé này mới hiện lên nhát mấy cái người mà gần đó với mấy người mà người ta nuôi trâu nuôi bò gần đó, là chú bé này hay nhát lắm. Chú bé này cũng linh. Chú bé này mất á là chú bé này có một đôi dép, cô kể con nghe, có một đôi dép là bằng chân của dượng là dừa.
rồi cô với Dượng mới ra trồng cỏ, cái cô mới thấy cái đôi dép rất là đẹp. Mình đâu có tiền mua dép cho Dượng, mình mới nói là anh ơi, đôi dép của nó kìa, anh lấy vô anh trọt vô giò coi, đặng mình lấy dép mình mang, đặng anh có đi đám anh cũng có đôi dép, quá đẹp luôn con đôi dép á. Cái ổng mới lấy lên, ổng lấy lên ổng cũng coi như vậy nè, ổng coi qua ổng coi lại ổng nói được á, ổng mới sọt cái giò vô như vậy, thì bắt đầu nó lội cái giò ổng qua như vậy. Nó lội cái giò thì ổng đứng lên ổng cũng đơ vậy nè, ổng đơ đơ như vậy. Rồi cái cô mới nói vậy nè, chắc nó không cho anh lấy dép. Thôi bây giờ ổng nói không cho tao lấy, tao cũng ngang, tại vì ổng ngang bướng lắm. Rồi mới lấy dép vô, lôi vô tới đó là ổng lết, ổng ngồi không nổi. Cô mới lại, cô bắt được hai con đuông ở dưới này nè. Cô mới lại, cô mới lấy con đuông đó, là cô mới bỏ vô trong ấy. Rồi cô mới giật cái đôi dép trả lại cho chú bé này. Chú bé này, chú bé chết chìm nè. Linh thiêng vậy luôn hả cô? Chú này linh lắm. Sau mỗi câu chuyện, mỗi ngôi mộ ở đây, cô đều nắm bắt được hết. Làm sao để cô nhớ hết được những câu chuyện ở đây và ai là người kể lại cho cô hay là cô chứng không kiến luôn? Cái này là cô chứng kiến rõ ràng, không có cô không có, người ta không kể cho cô, mà cái này là chứng kiến rõ ràng chứ người ta không bao giờ người ta kể cho cô nghe. Yeah. Có cái kể á, là cái cô mà ăn miếng dừa với thịt thịt heo đó là cổ sanh được 1.5 tháng đó, là cái cô đó là trong thân ta kể là cô mới biết. Rồi sau hiện hình nhát cô là cô thấy rõ ràng, coi cái cô đó là cô đẹp ấn tượng, là rất nhát cô đẹp rất nhiều lần chứ không phải 1-2 lần. Cô đẹp à? Có khi nào mà cô đẹp được người âm hiện về để trò chuyện cùng cô không cô? Người âm á hả? Dạ. Người âm á thì cô á không biết, người âm thì hôm qua có nói chuyện với cô ở trỏng. Thì có, tại vì ngày hôm qua là cô đi ra ngoài, cô rửa giò ha. Rồi cô nói cô đi ra ngoài cô tiểu, thì sao mà cô thấy cô mới đi tiểu, cô vừa vô lên nằm dẫm thì cô nghe tiếng kêu cô văng vẳng. Chỉ kêu thôi, kêu trong lỗ tai con á, vô trong lỗ tai văng vẳng đi ra tiểu. Thì cô mới ra ngoài cô tiểu, mà cô chưa có tiểu. Thì nói cho ra là cô không có còn biết gì hết. Thì một hồi sau á, mấy đứa con của cô, nhỏ gái thứ hai và con nhỏ gái út, nó mới lại nó kêu mẹ ơi sao mẹ ngồi đây, là chính là con gái cô thật lại cho cô nghe nha. Thì mới thấy cô á ngồi cứ rửa chân, rửa giò, giặt đồ, cứ rửa tay rửa chân giặt đồ. Thì tới chừng mà nó kêu cô một hồi thì cô giật mình thức dậy, cô giật mình trở lại là cô không còn hiểu biết gì hết. Nó nói thẳng cho con biết nha, cô ở đây cô bị dựa rất là nhiều, từ ra là cô bệnh cô yếu. Còn cái câu chuyện mà hồi nãy cô đẹp nói kể con nghe là câu chuyện mà ma hóa con rắn mà để cho anh Hùng gặp á cô đẹp. Đúng rồi. Là cô... cái đó là thiệt luôn hả cô đẹp? Cái đó là cô thằng Hùng nó nói là không phải nói láo đâu, nói thiệt. Rồi. Nói thiệt tình luôn. Là ở gần khu vực này luôn hả cô đẹp? Ở đây. Đây con đi theo cô đi, hồi nãy con nói là con quay cái mảng rùa phải không? Dạ. Đi theo cô. Là con rắn đây. Là ngay mảng rùa luôn hả cô đẹp? Đây con lại đây. Hồi đó là cái chỗ này là cái lộ cái nguyên cái bụi bụi dúi ha, mà cái cây xương rồng, con biết cây xương rồng mà. Dạ. Bà tùm bự, thật là bự như vậy đó. Cái bữa đó là cô mới ra trồng cỏ, thì cô nói mày đi ra mày cuốc đất xới xới lên đi cho mẹ trồng cỏ, mẹ với cha trồng cỏ cho bò nó, thì cỏ cô còn nè. Nó thì nó mới nói ra thì nó thấy một con rắn thật là bự, nó nói mẹ ơi bự lắm, mà con rắn đó nó có cái mồng ghê vậy cô. Con rắn có mồng, cô nói giữa chừng này cô không nói thêm bớt, giờ này là tới giờ linh của người ta rồi. Thì nó mới thấy, cô mới nói đâu con lấy cái cây á, con đập nó đi, đập nó vô mẹ muốn ăn rắn đặng cho nó, mình đập nó cho nó nhuyễn nhừ đó, đặng mình kho xả ăn. Cái nó nói mẹ nó tầm bậy, con rắn thần á, con rắn ma gì đó, mẹ nó tầm bậy. Thì bắt đầu nó mới rượt thì con rắn nó vô trong cái mộ của cô Dung này. Trời ơi. Vô ngay cái mộ của cô Dung thì có một cái hang ở đây. Cái này là chú lấy cốt rồi, nãy chú kể, cô kể con nghe đó. Thì chú mới lấy cốt rồi, xong xuôi rồi đó là có hang ở đây. Thì nó cứ đào hoài, nó đào ở ngoài này. Mà lúc đó trong tầng ta chưa có lợi, nên mình đào cái hang rắn. Nè, ngay chỗ này là chỗ đào nè. Cô nói cho con nghe nè. Nè, chỗ đào nè, thấy không, con thấy dấu đào nè. Đó, nó mới nhét đá xuống nè. Còn chỗ đó là chú lấy cốt. Cứ đào hoài, nghe tiếng con rắn nó khè 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 vậy đó. Cũng như là cái kiểu mà nó phùng mang mà nó khè khè đó. Thì cứ đào hoài đồ quỷ, đào không thấy.
tới chừng rồi xong xuôi 3 ngày sau thằng Hùng nó bệnh. Thằng Hùng nó bệnh con chưa từng thấy luôn, nó bệnh giống như người ta mà ban ngày á thì nó như là người ta mà con biết không, ban đêm á thì của mình, ban ngày thì của con ma đó. Thì cũng mà thế nè, bây giờ ban ngày của mình nè, giờ này mình rất là chiều rồi thì chắc này người ta là người ta sáng của người ta rồi, bắt đầu là người ta lên á đó. Rồi á là con biết ha, tới chừng ban ngày á thì cô nói nó co rút như vậy nè, nó co rút như vậy nè. Cái cô cứ tối ngày cô nó cứ thắp hương cầu nguyện gian giấy, mẹ ơi cứu khổ cứu nạn cho con, rồi cô mới ra ngoài này cô giấy, miễn như ông có linh thiêng á, ông đừng có bắt hồn con của con. À, ông phải phù hộ độ cho con á, thì nó không biết cái này là tự động con suối chứ nó không biết gì hết á. Tờ tới chừng rồi xong xuôi thì 3-4 ngày sau là cho ông Hùng khỏe khoắn trở lại đó. Chỗ này là cũng dữ nè, con rắn nó bự lắm hả cô đẹp? Ồ cô nói con rắn không phải cô nói hả, nó bự bị lớn vậy nè, mà cái đầu nó có sừng đó con. Ghê vậy. Ừ đây nè, anh Hùng vẫn khỏe lại thì anh có biết gì không con? Không, khỏe lại là ông ta không có hiểu biết gì hết trơn á, là mình kể cho ông ta nghe thôi. Đó, cái mộ này nè là của người Ba Tàu, là thanh minh á, cũng như là mấy năm trời trong thân ta mới lại cúng một lần. Dạ, nó là lạ giống như cái mái nhà hả cô đẹp ha? Ừ, thì hồi lúc á, chôn á thì không phải chôn như vậy, con biết không? Chôn thì không phải chôn như vậy, chôn thì cũng xây như cái mộ vậy nè. Cái người này mới về nhà báo mộng, mới nói á, mình theo kiểu Ba Tàu thì mình phải chôn theo kiểu Ba Tàu. Nó rồi mới chôn như thế này. Nó chôn rồi xong xuôi á là trong thân không có tới lui hoài, cũng như 2-3 năm người ta không bỏ. 2-3 năm á thì người ta mới xuống một lần. Nó 2-3 năm mới xuống một lần. Còn cái mộ này nè con, người ta bỏ hẳn luôn á con. Nè cái mộ này nè. Cái mộ nè. Cái mộ này xây lên như vậy nè nha. Cái bắt đầu càng ngày năm này cho tới năm kia tới năm nọ, cái kiểu mà người ta không xuống, thân nhân không xuống, cái từ từ cái vật tư mà xây á nó non quá đi. Từ từ cái nó bể riết rồi giờ cái mộ bà như vậy nè. Là giờ ta bỏ luôn hả cô đẹp? Bỏ luôn, bỏ hẳn luôn. Mà cái ngôi mộ này người thân là ở đâu cô đẹp biết không? À, cái người này ở đâu miệt trên đâu á không biết, mà tới thanh minh cô mới dọn. Rồi cô mới đắp đất cho. Con thấy bên cái phần mộ bên kia cô đẹp là cái mộ người ta mới chôn á, là người ta để đôi dép với lại cái nón là của người mất luôn cô đẹp. Đúng rồi, bởi vậy cô mới nói với con là chỉ có người mất là mới để thôi, mình lấy nó mới phá mình đó. Đó thì coi dưỡng á, dưỡng mấy nè, thì cái này cũng mới mất đây nè. Con thấy người ta mới xây á nè, cái này mới mất đây nè. Đây cô hộ đỡ cho chị vẫn khỏe nha. Đây thì tiếp tục đến cái bụi tre nè coi nha. Bụi tre mà mình đã quay rồi đó. Có một cái bóng đèn rất là to và giữa ban ngày luôn mà nằm ở dưới gốc tre á. Đúng rồi. Có nhiều bạn nói là do ánh mặt trời chứ không phải đâu, mặt trời lúc đó là khoảng 12 giờ thì nó đứng bóng rồi. Chí hai nữa con thấy không, bữa hổm cô nói với con là con rồi con cô mới kêu con đứng đó, cô lại đây coi có bị ai nhát không thì đó. Không có. Nè, chú Sang này chết nè, chú Sang bỏ lại hai đôi dép đó. Hai đôi dép của chú Sang đó. À, chú Sang mới mất đây nè. Chú Sang này linh lắm mà người ta vô cầu cơ thì cô không cho. Dạ. Bị gì con biết không, người ta bệnh tao ốm nhôm nhách hà. Người ta đâu có giật số nổi đâu. Mà cứ tối ngày cứ lại xin số hoài, cô la riết rồi tới người ta giận cô luôn á. Đây là cả nhà, đây là cái phần cái nơi mà cái bụi tre mà nó linh thiêng á. Thì mình sẽ cố gắng làm một clip về ban đêm. Theo yêu cầu của các bạn là đặt cái điện thoại ở đây vào ban đêm để mà xem có cái hiện tượng gì ở đây hay không. Thì mình sẽ cố gắng làm cái clip quay ở đây vào ban đêm nhanh nhất có thể để cho các bạn xem và cảm nhận được cái điều kỳ bí ở cái bụi tre này. Thì còn bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Mình sẽ làm cái clip bụi tre nhanh nhất có thể để cho các bạn cùng theo dõi nha. Nhớ đăng ký like, ủng hộ kênh mình và cho mình những cái comment cũng như là những ý kiến mà các bạn đã xem clip mình, góp ý cho mình như thế nào đó. Hoặc là có bạn có thấy những cái hiện tượng gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới video giúp mình. Hoặc là các bạn có biết những cái nơi nào tâm linh thì các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo của mình, qua cái số điện thoại mình để trên màn hình.